thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Hôm nay ngày 11 tháng 9, công an huyện Lương Tài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Hải, 37 tuổi ở xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Võ Quốc Hiếu, 30 tuổi ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ ngày mùng 1 tháng 9, hai đối tượng mang theo vam phá khóa đi dọc các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Định, huyện Lương Tài, phát hiện sơ hở của người dân, hiếu đứng ngoài cảnh giới cho hại dùng vam phá khóa lấy trộm xe mô tô Honda Abelet biển kiểm soát 99K1 141.77 rồi tẩu thoát. Đấu tranh mở rộng làm rõ, với thủ đoạn tương tự như trên, hai đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Hải Dương đáng chú ý cả lê hoàng hải và võ quốc hiếu đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản quen nhau khi chấp hành án tù khi ra tù ngựa quen đường cũ hai đối tượng lại rủ nhau tiếp tục phạm tội hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng